Diễm Thi thay mặt toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối ngày 2 tháng 1 năm 2018. Chương trình tối nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Ông Phan Văn Anh Vũ, một đại gia địa ốc và cũng là một thượng tá an ninh Việt Nam, bỏ trốn và hiện đang bị tạm giữ tại Singapore, muốn xin tị nạn tại Đức trạm thu phí BOT Ninh An tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, sáng ngày 2 tháng 1 đã phải xả trạm hai lần. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiến hành phiên tòa xét xử những người bị cáo buộc liên quan vụ nổ súng tranh chấp đất ở tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào năm 2016. Trong phần thời sự, mời quý vị cùng ôm lại một năm buồn vui ở Việt Nam trong năm 2017 vừa qua. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ông Phan Văn Anh Vũ, một đại gia địa ốc và cũng là một thường tá an ninh Việt Nam, bỏ trốn và hiện đang bị tạm giữ tại Singapore, muốn xin tị nạn tại Đức các luật sư đại diện của ông tại Singapore và Đức cho Reuters biết như vừa nêu vào ngày 2 tháng Giêng. Ông Phan Văn Anh Vũ bị giữ lại tại Singapore từ hôm 28 tháng 12 vừa qua khi ông đang tìm cách qua Malaysia. Luật sư Remy người được gia đình ông Vũ liên lạc mời tham gia vụ việc này, chỉ cho biết là ông Vũ muốn xin tị nạn tại Đức nhưng không cho biết thêm chi tiết gì thêm. Còn ông Victor Verfaf, luật sư của ông Vũ ở Đức, thì nói là đã liên hệ với Đại sứ quán Đức ở Singapore vào hôm 31 tháng 12, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan đại diện ngoại giao này. Một luật sư khác của ông Vũ là luật sư Phu Châu Miền, xác nhận là việc ông Anh Vũ bị bắt ở Singapore, nhưng ông cũng chưa được phép gặp thân chủ của ông. Trong khi đó, luật sư Shalane Chahoff, người đại diện cho một vụ khác là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Nói với Đài Á Châu Tự Do là thường một người muốn xin tị nạn tại Đức thì phải nộp đơn khi ở trên đất nước này. Ngoại lệ theo luật di trú của Đức chỉ có thể áp dụng trong trường hợp có chức thực liên quan đến nhân quyền. Xin được nhắc lại, Bộ Công an Việt Nam vào hôm 22 tháng 12 đã phát lệnh truy nã ông Phan Văn Anh Vũ rồi sau đó khởi tố bị can về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Phía Bộ Công an cũng công bố quyết định truy nã ông Vũ, do ông không có mặt khi công an tiến hành khám xét nhà riêng của ông. Còn vào tháng 7 vừa qua, một quan chức cao cấp của Việt Nam bỏ trốn tại Đức là ông Trịnh Xuân Thanh, được phía Đức cho biết là mật vụ Việt Nam bắt cóc đưa về nước. Hành động đó khiến quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam bị tổn hại nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo cho biết tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Trong khi ấy, chính phủ Hà Nội nói ông Trịnh Xuân Thanh tự ý về Việt Nam đầu thú theo AFP, cách thức tiêu diệt các quan chức tham nhũng mà chính quyền Việt Nam đang thực hiện giống cách thức của Trung Quốc. Liên quan đến vụ việc Vũ Nhôm bỏ trốn, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Quốc hội Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng, vào hôm 2 tháng 1 đã lên tiếng chỉ trích sơ hở trong quá trình tố tụng tại Việt Nam. Theo ông Lê Như Tiến, do không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, cho nên khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì bị can đã cao bay xa chạy tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng cũng kịp tẩu tán bằng nhiều cách thức. ông Lê Như Tiến nói rằng tài sản tham nhũng đâu phải chỉ bằng cây kim sợi chỉ mà không biết vấn đề là có làm quyết liệt hay không mà thôi. Trạm thu phí BOT Ninh An, tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 2 tháng 1 đã phải xả trạm hai lần vì tài xế dừng xe ngay trước cửa trạm yêu cầu miễn giảm giá vé. ông Vũ Hải Long, phó giám đốc công ty cổ phần BOT đèo cả Khánh Hòa cho biết. Vụ việc bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày. Nhiều tài xế dừng xe ngay trạm thu phí để đòi miễn giá vé 100%. Hoạt động đó khiến giao thông ùn tắc và cơ quan chức năng buộc phải xả trạm. Sau đó, nhiều tài xế tiếp tục dừng xe trước cửa trạm, yêu cầu phải trả lại tiền vé tháng cho họ nếu xả trạm. Họ nói rằng không có chuyện người được miễn phí, người phải trả tiền. Trước đó vào ngày 1 tháng 1, BOT Ninh An cũng buộc phải xả trạm vì tài xế dùng tiền lẻ để mua vé. BOT Ninh An thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn chạy qua huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, với chiều dài 37,7 km. Dự án được hoàn thành vào tháng 9 năm 2013 và bắt đầu thu phí vào đầu năm 2016, dự tính thu phí hơn 14 năm. Tuy nhiên, các tài xế liên tục phản đối vì cho rằng trạm Ninh An được đặt ở vị trí không hợp lý, trong khi giá vé quá cao. Tình trạng giới tài xế và người dân phản đối các trạm BOT bị cho là bất hợp lý về mức phí cũng như địa điểm diễn ra nhiều nơi trên cả nước gần đây. Cơ quan chức năng và chủ đầu tư tạm thời phải đáp ứng yêu cầu trước làn sóng phản đối như tại BOT Cai Lậy, Bến Thủy. Tuy nhiên, biện pháp giải quyết thỏa đáng, rút ráo vấn đề đến nay vẫn chưa có. Vẫn liên quan đến các dự án BOT, vào ngày 2 tháng 1, đại diện Bộ Ngoại Giao thông Vận tải đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng bộ này đã lật kèo khi không giảm giá vé tại trạm BOT Nam Bình Định như đã thống nhất. Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nói với báo chí rằng lãnh đạo của tỉnh này đã họp với đại diện Tổng cục Đường bộ cùng nhà đầu tư và thống nhất giảm 10.000 đồng đối với giá vé các phương tiện loại 1. Tuy nhiên sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra văn bản với nội dung chỉ giảm 5.000 đồng cho những phương tiện này. Theo ông Dũng, việc này gây bức xúc trong dân chúng. Và chiều ngày 2 tháng 1, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ông Nguyễn Văn Huyền nói với báo chí rằng việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị là việc của chính quyền địa phương, còn việc có chấp thuận giảm giá vé theo kiến nghị đó hay không là việc của Bộ Giao thông Vận tải. Ông Huyện cũng nói rằng chuyện giảm phí phải căn cứ vào việc tính toán tài chính của dự án để thỏa thuận với nhà đầu tư dự án. Người đứng đầu ngành đường bộ Việt Nam nêu rõ rằng nếu tỉnh Bình Định gửi văn bản về việc giảm phí này thì Bộ Giao thông sẽ trả lời chính thức. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông vào sáng ngày 2 tháng 1 năm 2018 đã tiến hành phiên tòa xét xử những người bị cáo buộc liên quan vụ nổ súng tranh chấp đất ở tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào năm 2016 cáo trạng gồm các tội danh giết người, che giấu tội phạm và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong đó, nêu rõ các bị cáo gồm Đặng Văn Hiến sinh năm 1977, Hà Văn Trường sinh năm 1985, Ninh Viết Bình sinh năm 1982 bị truy tố về tội giết người, bị cáo Đoàn Văn Diện sinh năm 1980 bị truy tố tội che giấu tội phạm. Ngoài ra, bị cáo Nghiêm Xuân Thiên Sủ sinh năm 1962 và Phạm Công Thiện sinh năm 1977 bị truy tố tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản. Xin được nhắc lại, cuộc tranh chấp năm 2016 diễn ra giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Long Sơn do ông Nghiêm Xuân Thiên Sủ làm phó giám đốc, ông Phạm Công Thiện là trưởng quản lý công ty và các hộ dân trồng điều, cà phê và cao su. Sự việc dẫn đến hành vi nổ súng của ông Đặng Văn Hiến khiến 3 người tử vong tại chỗ và 13 người khác bị thương. Vụ việc tại Đắk Nông như vừa nêu là một trong những trường hợp mà người dân cho rằng họ bị lấy đất một cách phi pháp, bồi thường quá thấp so với giá thị trường, từ đó dẫn đến biện pháp phản kháng gây đổ máu và thậm chí chết người. Hơn 36.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm mã độc đào tiền ảo tính cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2018. Số liệu vừa nêu được hệ thống giám sát virus của công ty BKAV ghi nhận. Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chống mã độc của BKAV cho biết, mã độc đào tiền ảo lây qua Facebook Messenger kể từ 19 tháng 12 năm 2017 nhằm chiếm quyền điều khiển máy tính của nạn nhân để đào tiền ảo, khiến cho máy tính bị chậm và không sử dụng được. Ông Vũ Ngọc Sơn còn cho biết, cứ mỗi 10 phút thì hacker gia tăng các biến thể virus mã độc đào tiền ảo. Tính đến thời điểm chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, đã có hơn 500 biến thể loại mã độc này được tung lên mạng và tiếp tục gia tăng biến thể virus mã độc đào tiền ảo mới nhất còn được kèm với các nội dung đăng tải của nhóm qua các video cùng lời mời gọi liên quan đến các nội dung khiêu dâm. Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chống mã độc của BKAV nhấn mạnh, mã độc đào tiền ảo còn có chức năng lấy các mật khẩu Facebook của nạn nhân và có xu hướng tiếp tục bùng nổ trong năm 2018 qua Facebook, email, USB và lỗ hỏng của hệ điều hành. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đại Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo RFA Việt Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Mai Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và Youtube. Mong quý vị chia sẻ chương trình và giới thiệu thêm nhiều người thân và bạn hữu biết đến chương trình của chúng tôi. Trong phần thời sự hôm nay, Chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với Hòa Ái Diễm Thi và chân Như để cùng ôm lại một năm buồn vui ở Việt Nam 2017. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta vừa chào đón năm mới 2018 và từ Việt Nam cũ 2017 với nhiều cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc, lo lắng, trong mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. À, dân chúng tại Việt Nam trải qua 365 ngày trong những nỗi niềm như thế ra sao? Hãy cùng với Ban Việt Ngữ chúng tôi điểm lại những câu chuyện được dư luận đặc biệt quan tâm trong năm vừa rồi. À, và trong chương trình hôm nay thì có sự tham gia của chị Diễm Thy và anh Trân Như. Dạ vâng, xin chào Hòa Ái, chào chị Diễm Thy và chào quý khán, khán giả. Dạ thưa chị Diễm Thy và anh Trân Như, thì theo ghi nhận của hai anh chị, sự kiện nào đáng chú ý nhất đã xảy ra trong những ngày đầu năm 2017 ạ? À? cho điểm thi xin phép nói trước nha có lẽ hòa ái với chân Như hay là quý khách thính giả vẫn còn nhớ đến câu chuyện của hàng ngàn người dân ở huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh mà tập trung biểu tình tại ủy ban nhân dân huyện hồi đầu tháng 4, tức là tròn một năm sau thảm họa môi trường do nhà máy phongmosa gây ra để yêu cầu được giải quyết cái việc đền bù rủi ro là nạn nhân của thảm họa này và một ngày sau đó, đó thì đại diện của ủy ban nhân dân huyện lộc hà hứa hẹn là sẽ gửi giấy mời đến dân chúng địa phương để mà giải quyết các yêu cầu của họ đưa ra trong cái cuộc biểu tình mà cái ngày hôm trước đó nhưng mà tuy nhiên thì một tuần sau thì chính quyền tỉnh hà tĩnh lại quyết định khởi tố cái vụ án đối với cái cuộc biểu tình của người dân ở huyện lộc hà dạ yeah, vâng bên cạnh đó là chân như cũng nhớ có một cái cuộc uh, biểu tình khác yeah. tại uh, thị xã kỳ anh thì phải dạ yeah. vâng tỉnh hà tĩnh cũng là vào đầu tháng 4 năm ngoái uh, hàng trăm người dân mang theo ngư cụ ra chặn quốc lộ 1A tại khu vực kỳ nam đòi bồi thường thiệt hại do thảm họa môi trường phomosa Nói cuộc biểu tình này cũng đã khởi uh, Tố cái vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng đó thưa Dạ yeah. Thưa Hoài cũng xin lưu ý là chắc là hai anh chị còn nhớ cái thời điểm mà trước khi hai cuộc biểu tình này diễn ra đó thì cái thời điểm Valentine năm yeah. 2017 thì ở trên mạng xã hội tràn ngập những cái hình ảnh Valentine đỏ nhưng mà không phải là những cư dân ở Việt Nam họ chia sẻ là có cái màu đỏ của Valentine là từ những bông hồng đỏ thấm mà là màu đỏ của đồng bào miền Trung do máu của họ đổ xuống khi mà đoàn nạn nhân của thảm họa Formosa đang trên đường đi khởi kiện tập thể nhưng mà đã bị lực lượng đông đảo công an ngăn chặn. Họ đã sử dụng lựu đạn cai rồi để mà trấn áp đoàn người này, họ đánh đập người này. Không À, dạ vâng chưa hết đâu ở cái chuyện một cái chuyện khác nữa cũng gây chấn động dư luận trong và ngoài nước đó là cái vụ đồng tâm à, dân chúng tại cái thôn à, hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội thể hiện cái sự à, phản kháng của mình đối với cái vấn đề cưỡng chế đất đai đền bù khiếu kiện qua cái việc là bắt giữ thêm 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin để mà yêu cầu được đối thoại với chính quyền thành phố đó. thì, à, thì... đúng rồi, Trân như, như. Đây là một cái vụ việc lần đầu tiên xảy ra kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975. Việt Nam do đảng Cộng sản lãnh đạo. Yeah. Và ông chủ tịch thành phố Hà Nội là tướng Nguyễn Đức Chung đã phải viết văn bản, viết tay một cái văn bản cam kết rồi hứa hẹn là sẽ thanh tra cũng như là sẽ không khởi tố người dân đồng tâm về dạ. cái vụ bắt giữ 38 cán bộ. Dạ. Nhưng mà cái niềm hy vọng cuối cùng của người dân đồng tâm bị tắt gúng tại vì chính quyền thành phố Hà Nội nói là sẽ giải quyết thỏa đáng những bức xúc của những người dân nhưng mà sau đó lại khởi tố những người dân đó. Dạ. dạ bởi vì kết luận thanh tra đó thì có thể nói nôm na rằng là phản ảnh của người dân đồng tâm là không có đúng à. cái khu vực đất đó thuộc về bộ quốc phòng rồi các hộ dân đã lấn chiếm xây dựng những cái công trình trái phép vân vân và lời hứa của ông chủ tịch thì người ta cho rằng là đã trở thành lời nói gió bay à, do công an hà nội họ ra cái quyết định là khởi tố vụ án ừ. ở đồng tâm yeah. à, hồi tháng 10 đó thì cơ quan an ninh điều tra công an hà nội và viện kiểm sát nhân dân hà nội đó cũng kêu gọi những người dân xã đồng tâm có liên quan vụ bắt giữ người trái luật cũng như là hủy hoại công sản hồi tháng 4 ra đầu thú. Dạ vâng. Nói đến cái kêu gọi ra đầu thú thì chị Hòa Ái và chị Diễm Thi chắc ừ. còn không có quên được cái nhân vật là Trịnh Xuân Thanh. Dạ, dạ, dạ vâng. Dạ. Ông Trịnh dạ. Xuân Thanh là một cựu quan chức cấp cao bị chính phủ Việt Nam truy nã quốc tế. Ừ. À, tuy nhiên thì đủ một cái thì sau gần một năm mất tích thì ông Thanh là xuất hiện trên truyền hình quốc gia của Việt Nam để mà đầu thú khi mà chính quyền Đức thì lên tiếng cáo buộc rằng là. À, mật vụ của Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh mang về nước khi mà ông đã nộp đơn rồi xin quy chế tị nạn là tại Đức đó thừa dạ. yeah. Đây là một câu chuyện rất là ly kỳ. À, truyền thông Đức thì cho rằng là cái vụ bắt cóc này giống như là trong phim Điệp Viên thời chiến tranh lạnh. Yeah. Nhưng mà tại Việt Nam thì dư luận trong nước thì lại càng hồi hộp hơn vì cái công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xướng từ hồi năm 2012 đã bắt đầu đi vào giai đoạn rút ráo qua nhân vật Trịnh Xuân Thanh. Yeah. À, với cái lời tuyên bố ví von là lò đã nóng lên rồi thì cuối tư, tư cũng, tư cũng phải dạ? cháy <laughs> có lẽ không chỉ cái câu chuyện uh, riêng là ông trịnh xuân thanh mà trên như thế là còn ông đinh la thăng cũng bị ừ, bắt nè. Ừ, rồi khởi tố ở trong những cái ngày cuối cùng của năm 2007 là chưa bao giờ xảy ra đối với cái vị trí lãnh đạo cao cấp uh, ủy viên ban thường vụ quốc hội việt nam không như thế thì tiếp theo đó thì các quan chức thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN cũng bị bắt giam và khởi tố. À trên như nghe được không ít người dân tại Việt Nam cho biết là họ theo dõi rất là sát sao cái chiến dịch đả hổ diệt ruồi chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. À ừ. có lẽ là sẽ còn phát hiện rất là nhiều những con con hổ khác. <laughs> <laughs> Dĩ nhiên ghi nhận là một số nhà quan sát tình hình Việt Nam và người dân trong nước phần phần nào thì cũng tỏ ra lạc quan rằng là Đảng và nhà nước chỉnh đốn lại cái đội ngũ cán bộ quản lý qua các cái diễn tiến mới nhất trong cái chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam. Nhưng mà trái lại thì các chính phủ và các tổ chức nhân quyền thế giới thì lại lên tiếng cáo buộc nhà cầm quyền Hà Nội đó trong năm 2017 đã mạnh tay đàn áp người dân, rồi bắt giữ hàng loạt các cái nhà hoạt động vì môi trường, xã hội, các blogger cũng như là tuyên các cái bản án tù rất là nặng đối với những người này. Trong đó có blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là 10 năm tù, rồi tới bà Trần Thị Nga cũng gian. hai con nhỏ chín năm Chính... tù giam rất là nặng nề. Dạ những cái câu chuyện mà cả ba chúng tôi vừa điểm lại trong năm 2017 đó thì được dư luận đặc biệt quan tâm hầu như là liên quan đến việc bắt bớ và khởi tố thì cả quan chức từ cấp cao cho đến những thân phận bé mọn của người dân thì quý khán thính giả có nghĩ rằng một đất nước như thế là bình yên hay không? À, trong năm qua chúng tôi đã làm việc và trao đổi với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về chính trị kinh tế ngoại giao thì họ nhận định bức tranh xã hội Việt Nam trong năm 2017 không được sáng sủa cho lắm và những câu chuyện chúng tôi nhắc đến vẫn chưa có hồi kết à, mong rằng là năm mới 2018 đến với những điều tốt đẹp nhất và cầu xin một năm an lành cho người Việt khắp nơi chúc mừng chúc năm, năm mới 2018 Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình Off -A được phát hành trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ ba tới thứ bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên trang mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ Off -A tiếng Việt. Với tin tức cập nhật trung thực, chính xác, tập hợp các diễn biến tương trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện, chương trình truyền hình Off -A mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự tối nay ngày 2 tháng 1 năm 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào sáng mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Diễm Thi cầu chúc quý vị một đêm an lành, một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.